Hoàng xin kính chào quý anh chị khán giả đang xem video bất động sản trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Video ngày hôm nay thì dành cho những anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua đất giá rẻ tại vị trí là thị xã Hòa Thành, tại Tây Ninh, gần với các tiện ích như là trường học, chợ, bệnh viện, để tiện di chuyển làm việc cũng như là cho con em mình đi học. Thì đây là vị trí đất ngày hôm nay mà Hoàng giới thiệu trong video này. Chạy vào bên trong là bên trái anh chị, hàng loạt các căn nhà luôn ha, tới bên trong luôn. Ở bên phải là những cao su. Đường này thì hiện tại mặt bên ngoài nó khoảng độ 4 mét anh chị, chạy thông ra ngoài cái đường đang lên nhựa phía ngoài. Khu này thì như cái phố tù hủ vậy anh chị, rất là đông nhà luôn ha. Thì sau đây xin mời anh chị xem được sổ sách giấy tờ của miếng đất này. Và đây, trên màn hình anh chị đang xem đây là hình dạng thửa đất trên sơ đồ trích lục nha anh chị. Thì vị trí thửa đất của mình nằm tại là ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Từ vị trí đất của mình di chuyển ra ngoài cung đường đang lên nhựa phía ngoài là khoảng độ 200 m. Rồi di chuyển ra đường liên huyện là thị xã Hòa Thành và Dương Minh Châu. Cung đường có tên là Trường Hòa Trà Là, nối liền từ đường DT781 về tới đường Nguyễn Văn Linh nha anh chị. Thì mình di chuyển ra đường đó chỉ thêm khoảng độ 300 m nữa là tổng cộng là 500 m. Còn nếu mà di chuyển về trung tâm của thị xã Hòa Thành là khoảng độ 2 cây đến 3 cây số nha anh chị, ngay chợ Long Hoa và trung tâm thị hỷ Hòa Thành. Quay lại vấn đề chính là đất của mình. Thì đất của mình á là bề ngang là 6 m, hai cạnh dài số, một cạnh là 48 m, cạnh còn lại là 49 m rưỡi. Thế đất ở thị xã Hòa Thành mình hậu rất là dài nha anh chị, phù hợp cho mình xây dựng nhà cấp 4, còn nguyên một khoảng sân phía sau để chăn nuôi cũng như là trồng cây. Và hậu đất vẫn là 6 m như phần mặt tiền, đầu đích như nhau. Tổng diện tích sử dụng đất của lô đất ngày hôm nay là 278,4 m², trong đó có 60 m² là đất thổ cư, còn lại toàn bộ là đất trồng cây lâu năm. Con đường trước đất của mình cũng như là con đường trước đất của những cái nhà hàng xóm cùng bên cái dãy của mình, bởi vì đối diện là vườn cao su rồi. Thì hiện tại bên ngoài của nó là lớn hơn 2 m nha. Còn theo cái sơ đồ trích lục này thì là thể hiện 2 m. Hiện tại là ở khúc ngoài người ta bắt đầu rải đá mi rồi anh chị, vào thông thoáng. Còn từ cái khúc của mình đi vào bên trong là nó đã đổ bê tông rồi. Thì hiện tại con đường này là xe hơi vào ra được nha anh chị. Đấy. Rồi, tiếp sau đây thì sẽ mời anh chị ra ngoài review thực tế với Hoàng lô đất này. Đây là mình đứng giữa đất nè. Từ vị trí bên đây kéo dài bên đây là 6 m. Cạnh này dài xuống 48 m tới phía sau ha. Mà đất vẫn là 6 và cặp ranh nhà này lên là 49 m 5. Đất của mình thì bằng phẳng ngang với mặt tiền đường. Trong đất thì có một cây me nha anh chị. Đây, sát dách với căn nhà cấp 4 này đi thẳng xuống là 49 m rưỡi. Mặt tiền là 6 m. Kế bên đất của mình bên đây anh chị thì đội anh em thợ hồ hiện tại đang thi công một căn nhà cấp 4 nữa. Khu này rất đông nhà ha. Cạnh này đi dài xuống là 48 m. Nói chung thì cái hậu đất ở thị xã Hòa Thành mà với cái diện tích chiều dài như thế này gần như là dài nhất rồi anh chị. Chứ thường thường thì khoảng độ 28 năm đến 30 mét thôi là hậu chuẩn. Hai bên đất của mình là hai căn nhà cấp 4, một căn nhà đã xây lâu rồi, một căn nhà nó vừa mới xây nha anh chị. Ranh giới rõ ràng ổn định, bao tranh chấp. Đây, mình vừa đi qua cây me, thêm một cây mít nằm trong đất nữa nè. Trên bên phải nè anh chị đã có xây một hàng gạch đi thẳng phía dưới ha. Và khi xây xong nhà này thì người ta cũng kéo kẹp 40 luôn. Từ đây cái dài qua đây là 6 m. Mặt tiền cái dài qua là 6 m. Cạnh này là 49 m rưỡi. Và cạnh kế bên căn nhà cấp 4 này là 48 m. Nhà người ta xây rất là dài ha. Nó đang thi công thì sắp hoàn thiện rồi. Và đất của mình cũng là một trong những cái hậu chuẩn rất là dài, bề ngang 6 m. Tương đối thì xây một căn nhà cấp 4 có diện tích cũng khá rộng ha. Tổng diện tích đất là 278,4 m² và có đến 60 m² thổ cư, còn lại toàn bộ là đất trồng cây lâu năm. Bây giờ thì Hoàng xin mời anh chị đi từ vị trí đất này di chuyển ra ngoài cung đường đang lên nhựa, rồi sau đó ra đường liên xã để chạy về ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Linh nha. Đây, nguyên cái khúc này mình chạy ra vẫn là xe hơi chạy được nha anh chị. Rồi, cua sang phải cái nữa, nhà cửa hai bên rất là đông luôn. Và chạy thêm khoảng độ 150 m nữa thôi là ra ngay cái cung đường đang lên nhựa luôn nha anh chị. Đường nhựa đó thì thông hai đầu, một đầu đường liên xã và một đầu là đường Nguyễn Văn Linh, vẫn là thuộc xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Đây, tới ngay góc ngã ba này nè, về sang trái là chạy thông qua đường Nguyễn Văn Linh để về thẳng cái chợ Long Hoa theo hướng này. Rồi quẹo phải vẫn là ra đường liên xã để giao nhau giữa cái đường Trường Hòa và đường Trà Là. Quẹo phải là về hướng địa phận Dương Minh Châu, về khu du lịch Núi Bà, Tây Ninh đến chị, hoặc là về tỉnh lộ 19 để về Sài Gòn. Còn về sang trái là về ngay đường Nguyễn Văn Linh để về trung tâm thị xã Hòa Thành. Đây, đây là đường liên xã nè,
về phải là về Dương Minh Châu, về khu lịch núi Bà, cách khu du lịch khoảng độ 20 cây. Còn chạy theo hướng này là về đường Nguyễn Văn Linh để về trung tâm của thị xã Hòa Thành, ngay chợ Long Hoa ha. Và bây giờ thì Hoàng xin thông báo cái giá mà hiện tại chủ đang kêu bán toàn bộ này với giá trị là 139 triệu một mét. Với cái giá này thì hiện tại là gọi là rẻ nhất thị xã Hòa Thành rồi, chị không còn cái giá nào rẻ hơn với cái hậu dài như thế này ha. 139 triệu một mét nhân cho 6 mét mặt tiền, tổng giá trị là 834 triệu. Giá này thì còn thương lượng bất lọc chính chủ nha. Đây là khúc giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường Liên Quyền nè. Quẹo trái là về hướng quốc lộ 2B, quẹo phải là về đường Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, rồi sau đó về ngay chợ Long Hoa thuộc trung tâm thị xã Hòa Thành. Em xin nhắc lại giá bán là 834 triệu, tính ra là 139 triệu một mét nhân cho 6 mét mặt tiền, giá còn thương lượng bất lọc chính chủ. Mọi nhu cầu chi tiết muốn mua đất này xin liên hệ với Hoàng qua số điện thoại 0981877139 đã thể hiện ở dưới màn hình. Và anh chị cũng không quên là đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ Hoàng có động lực, cũng như là YouTube sẽ có đề xuất cho anh chị xem video đầu tiên khi mà Hoàng vừa up lên. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng nha. Kính chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo về nhà và đất tại Tây Ninh trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Xin kính chào.